Chào bà con, thì với clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật đào hố và bón lót cho cây bơ búp. Thì qua clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con, với bà con vui lòng đăng ký kênh và chia sẻ video này. Thì việc đầu tiên là việc đào bồn, thì bà con nên đào với bán kính là bằng với cái tán bơ á. Có nghĩa là cái tán bơ rộng bao nhiêu thì bà con đào rộng bấy nhiêu. Thì sâu tầm khoảng có 1 đến 2 phân thôi. Thì sau khi đào xong á thì bà con tiến hành bắt đầu lấy phân chuồng. Thì tùy vào mỗi người, thì ví dụ một cây bơ này á mới 8 tháng tuổi thì mình bón 11 bao luôn. Bao phân chuồng này thì mình mua tầm có 40.000 một bao thôi. Thì mình đổ hết xung quanh gốc. Sau khi đổ hết quanh gốc thì chúng ta tiến hành là cào rắc xung quanh bồn á, ta ban ra. Khi mà ban ra xung quanh đều gốc á thì chúng ta bắt đầu tưới nước. Và đó là cái kỹ thuật về cách bón lót và đào bồn. Thì bà con cứ xem hết clip đi. Thì cái đây là cây bơ mình mới trồng có 8 tháng là bắt đầu đã cho ra trái bói rồi. Và có khả năng là đậu khoảng được 1-2 kg trái bói. Bông rất là nhiều nhưng bị rụng hết. Vì bơ năm đầu nên không có khả năng đậu. Bất cứ cái bơ nào cũng vậy, năm đầu chỉ được 1-2 kg thôi. Nên qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh và theo dõi các clip tiếp theo về kỹ thuật trồng của nông nghiệp ở Đắk Lắk. Cảm ơn bà con.